Hiện nay trên địa bàn xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn đã được lắp đèn chiếu sáng, không chỉ làm đẹp đường làng ngõ xóm, thuận tiện cho việc đi lại của người dân vào ban đêm, mà còn góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Trong sự nỗ lực thắp sáng các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã An Thạnh, có sự đóng góp tích cực của tuổi trẻ xã nhà. Đặc biệt, trong chuỗi hoạt động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay, ngày 25 tháng 6, xã đoàn An Thạnh phối hợp với Hội Cựu chiến binh, chính quyền ấp Bình Thới lắp đặt 20 đèn năng lượng mặt trời do xã đoàn phối hợp vận động các nhà hảo tâm tài trợ. Công trình dài trên 1 km, sử dụng 20 bóng đèn năng lượng mặt trời gắn trên cột sắt với khoảng cách các trụ đèn là 50 m. Khi đoàn viên thanh niên xã tuyên truyền vận động đóng góp thi công hệ thống điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời, người dân địa phương đã nhiệt tình ủng hộ, góp công góp của, chung sức mang ánh sáng đến các tuyến đường giao thông. Xã đoàn nó có vận động được một số đèn để về lắp ráp cho tuyến đường sửa lại. Các em bên đoàn ấp và xã đoàn nó cũng tích cực tham gia, thì nói chung là nó cũng có cái phong trào. Thì tôi nói ngay thì cũng phủ đóng góp mấy em, nếu mà so cựu chiến binh không thì làm cũng lực lượng đã già hết rồi, thì cũng nhờ mấy em mình phụ hộ. Những trụ đèn bằng sắt, bóng đèn chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời được lắp thẳng tắp trên tuyến đường tạo vẻ mỹ quan cho địa phương. Đến đêm, hệ thống đèn sẽ tự động bật sáng, tạo điều kiện cho người dân lưu thông di chuyển dễ dàng hơn. Mà con đường này trước đây được thắp sáng là nối điện từ hộ dân. Thì qua thắp sáng lâu dài thì nói chung tới đây bóng đèn nó cũng đã hư. Thì hiện nay ngay chỗ nhà thầy trợ hỗ trợ cho ngay chỗ ấp được cái bóng đèn năng lượng mặt trời. Một là để góp phần cho cái việc bà con đi lại được dễ dàng. Cái thứ hai là cũng góp phần cho ở địa phương để xây dựng nông thôn mới nâng cao sắp đến. Những công trình thanh niên đã và đang thực hiện đã phát huy tính chủ động sáng tạo của các cấp đoàn và tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong thực hiện công trình phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã An Thạnh. Công trình thắp sáng tuyến đường giao thông nông thôn thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong việc tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao, qua đó tạo sự thuận lợi cho nhân dân đi lại dễ dàng, an toàn, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đây là một trong những công trình phần việc mà ban chỉ đạo xã thực hiện trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023 trên địa bàn. Các công trình phần việc được thực hiện mang ý nghĩa thiết thực đối với đời sống của nhân dân, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, đã phát huy mạnh mẽ sức trẻ, thể hiện tinh thần trách nhiệm và khẳng định vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ Mỏ Cày Nam vì cuộc sống cộng đồng.